bữa giờ chú hát cái lo thấy ổn chú? Trời ơi quá hay luôn, chú hát mà nhiều người ở dưới họ chạy lên họ nghe cái họ tấp vô họ mua cái số rồi cái họ thấy cái lo họ hỏi thăm rồi nói của chú mới mua hẳn như vậy, nó chậu tôi đâu có tiền mua. Của Mạnh Hùng Vân người ta coi thấy tôi hát đường phố, người ta thấy hoàn cảnh rồi người ta ủng hộ cho một cái lo thì nó hỏi bao nhiêu thì mình nói tôi không biết nữa, thấy người ta đem lại cho cái ổng nói cái lo chắc mắc thì tôi nói nghe nói hình như chắc cũng 4,5 triệu đó, thì tao nói trời cái 4,5 triệu đâu có mắc lắm đâu, để bữa nào chú chỉ chỗ con mua đó rồi cứ cho người ta chụp nè cả nhà ơi. Tức là rất là nhiều người khán giả đó thắc mắc là không biết cái loa này mua đâu, thì thật sự ra thì cái loa này có bán trên toàn quốc hết, nhưng mà cái đại lý ở Sài Gòn nha cả nhà, thì số điện thoại này 0906821922 đó. Và cả nhà ơi mình nhớ nha, tại vì á mình đã sử dụng qua rất là nhiều dòng loa rồi, nhưng mà cái loa này là mình thấy chuẩn nhất. Và hiện tại bây giờ cái loa này bên thị trường là có nhiều dòng loa nhái lắm nha, nó giống y vậy luôn, nó vẫn là T18, nhưng mà cái loa này đặc biệt là của TK nè, thế là mình thấy không, TK đó, Uship Digital, cho nên nhà mình mua phải đúng hiệu nha, chứ không thôi mà T18 mà nó không có cái hiệu TK là những cái dòng loa nhái, hoặc là loa không có thương hiệu là mình mua về hát không có được đâu, mình không biết xuất xứ từ đâu, còn riêng cái loa này là công nghệ của Hàn Quốc cho nên hát sướng luôn đó. Cả nhà mình thích thì cứ tự liên hệ với số này nha, mình chỉ là chia sẻ với bạn thôi. Rồi bây giờ chú hát bài gì tặng khán giả chú ơi? Thì trong mấy lần trước chú cũng vô tình chú thấy có khán giả nói cái giọng chú hát hay quá, mà nếu chú hát cái bài ca khúc là Cá Bộ Cuộc Đời thì rất phù hợp với cuộc đời của chú đó, thì chú nói ra cái bài đó thì chú cũng đã biết hát lâu, nhưng mà tại mình ra hát đường phố mình lựa những cái bài nào cho nó nhẹ nhàng với lại những cái nhạc bolero được hay là nhạc trẻ cho khách hàng ta nghe vui. Nhưng mà hôm nay thì chú xin hát lại ca khúc đó để gửi tặng cho các khán giả đã yêu mến và cái người đã yêu cầu, có một số khán giả yêu cầu chú hát bài đó, thì chú xin hát ca khúc Cá Bộ Cuộc Đời. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình hãy cùng lắng nghe chú Thế Nhân, còn gọi là chú Nhân Vé Số, sẽ hát tặng cho cả nhà mình ca khúc Cá Bộ Cuộc Đời của nhạc sĩ Hà Sơn nha. Kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian, dù ăn và tối ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với các bụi mờ thì cũng đều đổi tại trang. Đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hơn thù chẳng gian dối lọc lửa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hay mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trời.
đời là phụ du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hơn thù, chẳng gian dối lọc lửa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao hay mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trời. Để rồi một mai khi ta lìa xa những thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muộn phiền, chuyện thế sự nơi trời. Sao đi gần nhất vậy? À, tại bán nãy giờ mình cũng bán rồi, chạy ra chạy vô rồi mình hát rồi mà nó hơi mệt, ngồi nghỉ xả hơi một chút. Bây giờ cũng có một tin vui, con mới nhận được 100 đô của sư bà Thường Như và sư cô Chí Nguyện là hai mẹ con bên Mỹ. Thì có gửi cái tấm lòng đến cho chú, gửi cho chú 100 đô la để chú mua thuốc chú uống. Rồi chú có muốn nói điều gì không ạ? Dạ thì nhân tiện tôi cũng xin chân thành cảm ơn tấm lòng của những nhà hảo tâm, cái mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ để tôi có tiền uống thuốc, có tiền đóng nhà trọ và xoay sở trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của mọi người đã ủng hộ giúp đỡ cho tôi trải qua những cơn đau đớn. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn những người bạn đã từng giao lưu song ca cùng tôi, cũng đã có ủng hộ lúc tôi bị tai nạn. Thì tôi cũng xin gửi lời đến cảm ơn tất cả các bạn luôn. Vì mình sống, mình đã mang ơn, thọ ơn thì mình phải mang ơn suốt đời. Nên tôi luôn luôn ghi nhớ ở trong tâm, không bao giờ quên. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ giúp đỡ. Rồi con gửi cho tiền cho chú nha, chú cầm 100 đô la nha. Chú cất cho chú, cất cho kỹ vô nha. Chừng để lộn á, kỹ vô túi đi, để một cái ngăn riêng nào đó. Rồi đây là tấm lòng của các nhà hảo tâm bên nước ngoài gửi về cho kênh cháu. Rồi chú có yêu cầu chú hát cái bài Chiều Tây Đô á, chú có thuộc bài đó không? Thì cái bài đó thì chú cũng đã hát lâu rồi, nhưng mà hôm nay có người yêu cầu thì chú xin hát lại ca khúc đó. Thì mong rằng là cái tiếng hát của chú cũng đem đến một cái điều gì đó ấm áp trong lòng mọi người nghe. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi cả nhà mình hãy chuẩn bị nghe nha cả nhà ơi. Bữa giờ chú hát bằng cái loa này nè, chú cảm thấy chú rất là thích đó cả nhà. Chú nói là hát cái loa này chú đỡ mệt lắm, bởi vì nó nhẹ đó, với lại âm thanh nó hay, hát nó. Rồi khách hàng, khách người ta đi, người ta thấy, người ta mua cũng ủng hộ cho chú, cũng đỡ, cái số cũng đỡ, hát hay hơn. Đó, cả nhà mình thấy là cái loa rất là đẹp nè cả nhà. Ở trên thị trường đó cả nhà, có những dòng loa nó nhái nha cả nhà. Đây là TK nha cả nhà, đúng loa, chúng chính hiệu là TK nè. TK Music Digital nè, là T18 là ký hiệu của chiếc loa. Đó cho nên cả nhà mình mua là phải nhớ có chữ TK như vậy mới đúng hiệu nha. Hình như
hôm bữa là nói là 4,5 triệu đó cả nhà, rẻ lắm, rồi mua hát đã luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà mình hãy chuẩn bị nghe chú hát nè. Đêm ăn mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cao thầy. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tay đâu. Bờ sông yêu xưa tà áo thước tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đợi nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Hỏi có cây, có cây khóc gió tan vàng. Kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồn miếng trầu cao, bé thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tình chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh. Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay nghe sao khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đỗ sẽ sống lại yêu thương. Hỏi có cây, có cây khóc gió tan vàng. Kể từ khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồn miếng trầu cao, bé thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tình chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh. Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường, nay nghe sao khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đỗ sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, tay đỗ sẽ sống lại yêu thương. Đây là chú Nhân cả nhà ơi. Dạ, xin chào cả nhà. Dạ, chú Nhân ơi, ngày hôm nay thì đúng không? Ngày hôm nay đó thì con tới để con gặp chú. Có một cái tin vui này con muốn báo chú. Và đối với con thì con rất là cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui. Là có một chị khán giả Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm ở Hà Nội, tên chị Tinh Nga. Dạ, chị có gửi cho bên kênh con 2 triệu đồng. Và chị có nhắn nhủ rằng là cố gắng làm sao mà trao cho chú trước ngày 24 âm lịch
6 đó. Dạ. Là đặc biệt là không biết cái ngày đó chú có nhớ ngày gì không ạ? Dạ, ngày đám dỗ con. À, đám dỗ con chú. Đám dỗ lần thứ 7. Wow, vậy tại sao chị Nga lại biết cái ngày đám dỗ mà chị Nga lại nói là phải trao cho chú trước cái ngày đó? Thì bên con là phải cố gắng, và đúng là cái ngày đám dỗ con chú. Và chị Nga nói là xin gửi cho chú 2 triệu đồng để cho chú lo cái mua hương quả về để cúng cho con chú cái ngày đó. Dạ, thì đây là một tấm lòng của chị Nga. Con hy vọng là chú sẽ nhận số tiền này 2 triệu. Dạ, rồi chú cất tiền vô đi à. Cất tiền đi à, chú cháu một trò chuyện tiếp à. Dạ. Dạ rồi, chú có đôi điều gì muốn nói không à? Dạ, chú xin chân thành cảm ơn cô Nga. Con nhớ tới cái ngày dỗ của con chú và đã ủng hộ giúp đỡ cho chú để có điều kiện làm một ngày dỗ cho con. Và chú cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, những người đã yêu mến, ủng hộ, giúp đỡ. Và chú chân thành tri ân, mang ơn suốt đời. Và nhân đây chú cũng xin nói những lời cảm ơn, tri ân đến những người bạn thân từng hát giao lưu với chú, đã ủng hộ giúp đỡ lúc chú bị tai nạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ cho chú được có một cuộc sống tương đối ổn định, là có tiền mua thuốc, có tiền đóng tiền nhà. Mãi mãi mang ơn và nhớ ơn suốt đời. Con cũng rất xúc động cùng với chú, bởi vì không ngờ là một người khán giả xa lạ, không có ruột rà và cũng chưa từng biết chú, mà lại quan tâm tới cái ngày dỗ con chú mà chị gửi về cho kênh con 2 triệu để nhờ kênh con phải cấp tốc để đi trao cho chú. Thật sự ra là con đang đứng con nói chuyện với chú thì mà con nổi da gà lên đó. Thì con nghĩ là chắc lẽ là con chú đâu đây có thể là đang nghe được những lời chú nói, và đang biết được một cái việc làm của một cái vị khán giả mang cái tấm lòng đó đến cho con chú trong ngày dỗ. Yeah. Thì thôi, ngày hôm nay chú có cái bài hát nào chú hát để gửi tặng đến cho khán giả không ạ? À? Yeah, để tri ân tấm lòng của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, và cũng để nhớ về một cái kỷ niệm xa xưa khi gia đình còn đoàn tụ sum họp vui vẻ. Thì ngày xưa mỗi lần tôi có làm cái điều gì đó mà vợ con hay hỏi này hỏi nọ thì tôi chỉ cười và nói bây giờ hỏi hoài tôi không biết nói sao, thôi bây giờ để gom lại tôi sẽ để trả lời một câu hỏi mà thôi. Dạ. Thì họ không biết cái gì cứ ngồi cười, thì đó là tôi hát cái bài, cái ca khúc để trả lời một câu hỏi tặng cho vợ con. Nên sau này tôi cũng vẫn thường hay hát, mỗi lần nhớ đến con, mỗi lần cúng dỗ tôi cũng vẫn hát. Và bà xã thì luôn lắng nghe những lời bà tôi hát, mặc dù luôn mình không phải là ca sĩ, nhưng cái giọng hát của mình đưa đến cho vợ con để họ cảm thấy vui và ấm lòng. Thì tôi xin hát ca khúc để trả lời một câu hỏi. Chắc hồi xưa mà lúc con chú còn sống chú hát bài hát này với gia đình chắc có lẽ vui lắm chú ha. Dạ, mỗi lần tôi hát con tôi nó còn nói ba số 1 luôn ha, ba ba là ca sĩ luôn. Nhưng mà mình cũng không phải ca sĩ. Rồi bây giờ thì hát lại những cái khác là cái bài hát đó, thì bây giờ chỉ còn có gọi là hai hình bóng lớn tuổi neo đơn. Thì con nghĩ là chắc lẽ cái niềm đau trong lòng mình cũng khó quên được, nhưng mà con nghĩ là cuộc sống chú ơi, thì biết đâu con chú được về trên để rước đi sớm để đi học đạo, rồi thì giờ biết đâu là lên trời rồi. Yeah. Chú thương nhớ, nhưng mà mình cũng đừng có đau lòng quá. Yeah. Chú mỗi đêm chú cứ cầu nguyện cho con chú là được mau siêu thoát và mau về với cõi Phật để tạo phúc cho chú. Vậy thì cái bài hát này bây giờ chú có thể mời cô qua để cô cùng nghe với chú, để chú tạo thêm cảm xúc cho khán giả được không ạ? Dạ được. Cô mà... có ngại không chú? Cô có ngại không? Dạ chắc không, nhưng mà hát bà đứng kìa, sợ nhiều khi nhớ con. Dạ. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Dạ. Mời bà xã sẽ đứng gần hát để cho mình có cái cảm xúc hơn. Dạ. Dạ, xin mời. Dạ. Cô ơi, con chào cô. Dạ cô ơi, bây giờ chú sẽ hát cái bài để trả lời một câu hỏi mà lúc gia đình mình hay đoàn viên, lúc con còn sống đó.
cô có thể đứng gần chú để chú hát được không ạ? Dạ. Tại vì cả nhà biết không, cô rất là ngại lên hình ảnh, cho nên là, nhưng mà con nghĩ là chắc bài hát này rất đặc biệt. Dạ thôi bây giờ cô chịu khó cô đứng vài phút để nghe chú hát nha con nha. Dạ. Rồi cả nhà mình ơi, cả nhà mình cùng nghe chú hát bài để trả lời một câu hỏi nha, để chú tưởng nhớ đến con của chú và cũng như là gia đình lúc còn xung vầy. Và ngày hôm nay thì chỉ còn có hai hình bóng lớn tuổi rồi phải dìu nhau trên con đường phố như thế này, thì theo mình nghĩ đó là cuộc sống của họ không biết là về sau này như thế nào. Nhưng mà thôi, sức khỏe, mỗi ngày mỗi có sức khỏe để cầm những tờ vé số đi bán như vậy là một cái điều rất là hạnh phúc. Và ơn trên cũng đã ban cho mình một cái phước lành rồi. Còn có nhiều người là không kém may mắn thì họ phải mất đi, mất cái này trên thân thể của họ. Thì thôi bây giờ mời cả nhà mình đi cùng chuẩn bị nghe bài hát này nha. Quân nhân đường xuôi quân ghé lại đôi lần, bao nhiêu âu lo có hôm đã hỏi người yêu bẽ bỏng hay mơ anh vắng nhà hoài. Em có nhớ trả lời anh yêu, không gian còn bước thời gian đi, một ngàn đêm nhớ nhiều mơ nhiều, sương khuya răng từ gió khuya hững hờ, đèn hiu hắt ngọn tương tư, đôi lúc buồn vì anh vắng nhà. Tình nữa lòng cha hiền ngang đối diện mặt trời, chân qua chốn nào thương chất lên cao, đã yêu lính trẻ ngại về ai tiếc gì. Từ bàn tay tiên nắng nó từng nét gửi cho anh, để anh vui bước đường quân hành. Môi em đang xinh, mắt em vẫn tình, màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình.
tình nữa. Lòng trai ân hiền ngang đối diện mặt trời, chân qua chốn nào thương chất lên cao. Đã yêu lính trẻ ngại về ai tiếc gì, từ bàn tay tiên nắng nó từng nét gửi cho anh để anh vui bước đường quân hành. Môi em đang xinh, mắt em vẫn tình, màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Môi em đang xinh, mắt em vẫn tình, màu xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Cả nhà mình ơi, ngày hôm nay thì bữa giờ đó bận quá, mình không có thời gian để đến cái địa điểm rất quen thuộc của chủ nhân mấy vé số nè. Thì bây giờ cả nhà mình đang thấy nè, mình đang đứng ở đây là ngay góc ngã tư Bình Phước thuộc thành phố Thủ Đức. Thì cái nơi mà chủ nhân bán vé số bây giờ chú đang ngồi đó đó, mình mới xuống xe mình đứng đây chú chưa có thấy, thấy chú đang ngồi chắc cũng mệt rồi, bán từ sớm tới tối là mệt rồi. Thì hôm nay mình tới đây để mình quay chú hát tiếp nè, để tặng cả nhà nha. Bữa giờ thì cả nhà mình không được nghe chú hát rồi. Tại vì con có 12 vé tính ngồi chờ bà bán hết rồi dọn đồ về. Xe chạy đi ghê. Nay là hết sớm rồi chú ha. Nay cũng nhiều người người ta thấy, người ta nói thấy ông này quen quen. Dạ. Cái có người ta nói trời, tôi thấy ông trên YouTube. Ghé mua ủng hộ. Có người mua cũng 5 tờ, 10 tờ, cũng có người mua 20-30 tờ. Thì hôm nay thành ra nhờ cô bác anh chị người ta ủng hộ, người ta bán hết sớm, còn có 12 vé nữa là. Dạ, bữa giờ cũng khỏe hả chú? Dạ, mấy bữa trước trời mưa rồi ra bán cũng không được nhiêu, ráng dầm mưa bán mà có khi tới 10 rưỡi 11 giờ còn mấy chục vé thôi, đành ôm về rồi sáng đi xuống dưới chợ bán tiếp. Dạ. Tại vì ngày nào mình cũng ráng bán hết, lời có 250 thôi mà mình ôm lợi chừng 20-30 vé thì thấy lỗ vốn rồi. Thành ra thôi sáng cũng ráng chạy còn. Coi như là hết tiền ăn luôn rồi đó, hết tiền nhà luôn. Dạ, tại vì con cũng bận quá, bữa cũng có hẹn định qua quay chú mà bận quá chú, thời gian. Dạ. Thì cũng mấy lần cháu nói là chắc là qua quay rồi cái cũng chuẩn bị bán rồi này nọ, cái đụng cái không có cần mưa rồi. Hai người ngồi tại đây luôn, chùm cái áo mưa ngồi chờ. Chứ giờ mưa xuống đâu có chạy đâu kịp. Dạ. Rồi chờ tới tối cái tạnh mưa cái thôi ráng ngồi bán, kệ bán được tới đâu hay tới đó. Dạ. Rồi chú cũng ráng chú hát, thì nhiều khi tối hát thì sương xuống nó nghe nó lạnh trong người. Dạ. Chứ mình dầm mưa nữa đó. Dạ. Thành ra hai vợ chồng nói thôi kệ còn nhiêu về thì nghỉ đi. Dạ. Tháng có gì anh đi xuống chợ anh bán. Dạ. Đó, thì nói chung ngày nào cũng ráng bán cho hết thôi. À, bác đó chỉ sáng còn mới đi chứ còn chủ yếu là bán ban đêm, mình hát mình cho mọi gửi tặng mọi người nghe vui vẻ để họ mua ủng hộ giúp mình được hết sớm mình vui. Dạ. Bữa giờ khán giả cũng nhắn tin lên hỏi là sao thấy chủ nhân xuất hiện nữa. Thì mọi người nói chung là cũng thương mến tiếng hát của chú và cũng lo lắng, không biết là sức khỏe chú có vấn đề gì không đó. Dạ.
Thì nay báo cáo với lại cả nhà mình nha, chú Nhân cũng khỏe, mà tại vì bữa giờ do kênh mình bận quá, không có thời gian qua quay chú Nhân, thành thử ra là cái bài của chú nó hơi sừng lại vài hôm. Thì hôm nay là có thời gian rồi thì qua mời chú Nhân hát. Hôm nay chú Nhân hát bài gì tặng cho khán giả thân yêu nè? Thì có một cái bài trước giờ hát nhạc lính không, thì hôm nay mình muốn hát trữ tình, thì mình xin gửi đến cho quý khán giả, quý nhà hảo tâm và các cô bác anh chị một ca khúc mà ngày xưa tôi rất thích hát, mà tôi hát đến giờ có thể là ca khúc đó tôi đã hát hơn 1000 lần. Thì ca khúc này tôi hy vọng hát sẽ đem đến cho cô bác anh chị quý khán giả được có cái cảm xúc về cái ca khúc với tiếng hát của tôi, đó là bài Em Về Với Người. Em Về Với Người, bác hát theo cách cũ của người Huế đúng chú anh? Em Về Với Người. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mời cả nhà mình nha, cả nhà mình chuẩn bị nghe bài hát này. Đây chưa thường lệ thì đây chỉ loan chúng ta cùng tặng cho cả nhà mình mang được hát người 30 số. Thì nghe chú được nói là hôm nào á trời mưa chứ không dám mang, còn trời nắng chứ không dám mang chiếc loa đi, chứ sợ nó hư đấy. Quý chiếc loa này lắm. Kênh mình nhờ chiếc loa này mà mình quay lên nó hay, và khán giả vào xem mà ủng hộ chiếc loa là với người hết rồi câu trăng gối, hẹn ước tròn đôi bấy giờ riêng một mình tôi, mơ nhiều và ước nhiều để rồi như mây khói, tình đã vời xa xa vời tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cách từ đây đường đau đau đớn nào ai hay, xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh không giữ em dài lâu để em lỡ duyên tình đâu. Em về là với người đã vội quên hay nhớ, ngày đó còn nhau ai từng mơ mộng ngàn sao, bây chưa là hết rồi em về vui bên ở người đó, và tôi chúng trời cách nhau mấy đời. Về là với người hết rồi câu trăng gối, hẹn ước tròn đôi bấy giờ
riêng một mình tôi. Mơ nhiều và ước nhiều, để rồi như mây khói. Tình đã vời xa, xa vời tiếc thương cũng rồi. Ôi xa cách từ đây, đường đau đau đớn nào ai hay. Xin miễn sao đời em được vui với duyên tình ai. Anh không trách gì đâu, có chăng anh trách đời riêng anh. Không giữ em dài lâu, để em lỡ duyên tình đâu. Em về là với người đã vội quên hay nhớ. Ngày đó còn nhau, ai từng mơ mộng ngàn sao. Bây chưa là hết rồi, em về bên người đó và tôi, chúng trời cách nhau mấy đời. Người đó và tôi, chúng trời cách nhau mấy đời. Hôm bữa chú, hôm bữa con cái lúc quay xong cái con mua vé số ủng hộ chú đó. Cái về thấy dò trúng được hai số đầu. Số 16. À hai số đầu số 16 đúng rồi. Dạ. Thôi con tặng cho chú luôn nha. Dạ, nói chung là lộc ơn trên cho con, nhưng mà thôi con lấy cái lộc đó để con chia sẻ với chú. Dạ. Dạ. Một chút tặng chút niềm vui cho chú. Bởi vì thấy cuộc sống mà mình cứ yêu đời cứ vui lên đi. Yeah. Trong thời gian này nói chung là con biết là chú cũng có nhiều tâm sự buồn, nhưng mà thôi cuộc sống cứ vui lên. Người ta còn có câu là trời sinh con sinh cỏ mà. Yeah. Dạ, con nghĩ là như vậy, thôi mình cứ vui thì ơn trên sẽ cho mình những cái điều mà mình đã mất và sẽ cho mình được những cái điều mà mình chưa có. Yeah. Chú ha. Dạ. Yeah. Ngày hôm nay chú hát bài gì chú? Hôm nay thì cũng có một số khán giả họ nghe, họ yêu cầu, họ thích, thì cái bài này chú nghĩ chắc cũng có số người họ rất là thích cái ca khúc này. Yeah. Thì chú xin hát ca khúc Giả Biệt Sài Gòn. Wow. Chú chọn có nhiều bài hát hay quá, độc lạ quá. Yeah. Cái bài này rất là ít ca sĩ hát, thời gian gần đây thì cũng ít người hát lắm. Yeah, lâu lâu thì cũng có nghe, nhưng mà thôi con nghĩ là những cái bài hát này thì đối với tuổi đời của chú thì chắc chú sẽ có nhiều kinh nghiệm để sẽ thể hiện nó hay hơn. Yeah. Rồi bây giờ cả nhà mình hãy nghe ca khúc Giả Biệt Sài Gòn. Trang cùng lứa, chúng tôi cùng đơn vì thương mến nhau chung một tôi. Ra từ Sài Gòn yêu, nửa đêm tâm sự linh mơ kiếp tha hương đồng. Vui chung cuộc hành trình, phong sương chưa lần bước ba tháng dài được là bao.
hỏi em lại khóc. Bàn tay đang níu lại xin thời gian chưa qua mong. Ngày xa thành phố, nỗi vui cùng nỗi buồn đầy ắp ba lô nặng lắm. Tám thằng trong chúng tôi, đứa nghiêng vai ngồi tiệt nuôi, đứa khoanh tay nhìn trời. Xa nhau trong vài giờ, không gian thì lại cách xa ngút ngàn rồi em ơi. Gió sông Hương lành lắm, phải chăng sông núi lành hay tại vì anh xa em? Bao nhiêu thương nhớ răng đầy, bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn vương. Khói thuốc chưa từng chăm mồi, chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay viết cánh thư tình, đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý. Sợ buồn người ở phương xa vắng vơ từng đêm qua. Đời trai nghiệp lính biết đi là gian khổ, nhưng vẫn đi cho thỏa chi. Mấy thuở được làm quen đó đây, sông cùng núi chia sẻ đau thương ngọt ngùi. Cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ, ba tháng dài được bao nhiêu. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai nghiêng. Bao nhiêu thương nhớ răng đầy, bọn tôi cũng gượng cười mà lòng nghe buồn riêng vẫn vương. Khói thuốc chưa từng chăm mồi, chưa từng quen mùi mà giờ thì nghe ấm môi. Đêm nay viết cánh thư tình, đêm đã khuya rồi mà lời lòng chưa vừa ý. Sợ buồn người ở phương xa vắng vơ từng đêm qua. Đời trai nghiệp lính biết đi là gian khổ, nhưng vẫn đi cho thỏa chi. Mấy thuở được làm quen đó đây, sông cùng núi chia sẻ đau thương ngọt ngùi. Cho nên dù người thương, cho nên dù người nhớ, ba tháng dài được bao nhiêu. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai nghiêng. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai nghiêng. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trái hiền nghe.
Wow, chú Nhân ơi, hôm nay chú Nhân mặc cái áo mà hôm bữa con tặng cho chú đẹp quá chú. À, tại bữa nay cũng cuối tuần thôi, sẵn mình mặc thử mình đi bán coi sao, thì cũng nhiều người ta nói nhìn thấy đẹp trai phong độ ta ủng hộ mua, giờ còn có 5 vé nữa hết đấy rồi nè cả nhà mình thấy không. Con không nghĩ là cái áo mua mà nó vừa như vậy luôn á chú. Nó vừa kích luôn ha. Dạ nè cả nhà mình thấy đây, chú nhìn thấy chú bành tổn không đó, suối chú mặc đồ đẹp, chú không chịu, chú ngại, chú nói bán vé số mà mặc đồ đẹp, mình mặc đồ đẹp mình tôn vinh vẻ đẹp mình lên chứ. Dạ nhưng mà đi bán mình cũng ngại lắm, thành ra là mặc đồ kia nó quen rồi, ta nhìn ta thấy mình bán vé số á, ta biết là tự nhiên mình mặc còn mới quá, thấy nó hơi ngượng ngượng. Nhưng mà chịu, giờ có nhiều người khen không? Đó là chú biết sao, cái màu vàng này nè, cái da của chú nó trắng mà chú mặc cái vàng lên nó nhìn chú nổi bật lên lắm, mà trẻ hơn nữa, phải có nhìn thấy da mặt chú đẹp lắm. Dạ thôi bây giờ chú hát một bài hát đáp lại cho khán giả đi chú ơi. Cũng như là bây giờ hè nó cũng sắp qua mà học sinh rồi, chú thấy là cũng sắp đi học lại rồi. Thì cái ca khúc này chú hát để tặng cho những người mà còn ngồi trên ghế nhà trường, cũng như những người đã tốt nghiệp ra rồi đi làm. Thì cái bài đó để nhắc lại những cái tháng hè vui vẻ bên nhau, để họ luôn luôn được yêu thương gắn bó bên nhau. Chú xin gửi tặng cho tất cả khán giả và mọi người ca khúc Hạ Thu. Rồi mời cả nhà mình nghe nha. Xa em mấy mùa vừa rồi mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua. Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay cho anh ngây ngất ngày ngày đến người tình yêu nhỏ bé. Hà ơi, anh xa em xa tuổi học trò, hỏi người tình xưa giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều hẹn hò ăn đón ăn đưa bên nhau con quýt từng giờ, ôi tình yêu gió mặc thần thơ. Mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn, lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối dài. Anh yêu em cũng trong một mùa phượng đỗ, mà giờ đây ta xa rồi chợt lòng nghe buồn mến. Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời, lòng nặng niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Anh sẽ trở về trong mùa vượng vĩ đơm hoa, anh em vui tối ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua.
xa tuổi học trò. Hỏi người tình xưa, giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều hẹn hò, ăn đón ăn đưa bên nhau con quýnh từng giờ. Ôi tình yêu gió mặn thần thơ. Mùa hạ về vắng anh chắc em sẽ buồn. Lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối dài. Anh yêu em cũng trong một mùa phượng đỗ, mà giờ đây ta xa rồi chợt lòng nghe buồn mê. Giờ đây anh bôn ba khắp nẻo đường đời, lòng ngăn niềm thương về người em gái nhỏ miền quê. Anh sẽ trở về trong mùa vượng vĩ đơm hoa, anh em vui tối ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Anh sẽ trở về trong mùa vượng vĩ đơm hoa, anh em vui tối ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. Cô hết cái số rồi hả cô? Hết luôn hả? Hết luôn rồi chú. Dạ. Là mình về sớm ha. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, rồi chú hát thì các cái lo dạ, cảm ơn cô bác, anh chị và khán giả đã ủng hộ. Chúc mọi người luôn được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Dạ, cả nhà thấy không? Kênh mình chỉ cần có chiếc lo này thôi á, là đi quay khắp nơi là sướng luôn rồi. Hát ngoài đường từ sáng cũng hay. Đó, số điện thoại hotline cả nhà. Không chỉ có bằng 2 6 6 6 đó. Cả nhà mình quan tâm thì liên lạc với số đó. Và kính thưa tất cả quý khán giả, các mạnh thường quân và tất cả các bà con ở hải ngoại cũng như ở trong nước, cả nước và những người đang đi trên đường. Tiếp theo là tôi xin gửi đến ca khúc được mang tựa đề là Hành Trang Giả Từ. Xin mời tất cả cô bác anh chị và tất cả mọi người trên toàn nước Việt Nam cũng như những người ở hải ngoại thưởng thức ca khúc. Xin chân thành cảm ơn. Chân gió
vai nặng gánh sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hơn rồi. Đây gối hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều. Trong lúc tạm xa rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng. Là khi em thấy nhiều ước mơ, anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy. Nếu biết xuân không sang thì dám mơ chi nhiều. Mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc sầm vầy. Xa chi bao cát ngăn sao này, giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu liêu liêu. Anh hứa đêm về mùa xuân bất tận nở trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say. Là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ. Lái cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều. Trong lúc tạm xa rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng. Là khi em thấy nhiều ước mơ, anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ hoen bờ mi người ấy. Nếu biết xuân không sang thì dám mơ chi nhiều. Mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc sầm vầy. Xa chi bao cát ngăn sao
giây phút biệt ly, chớ để tâm hồn nặng câu liêu liêu. Anh hứa đêm về mùa xuân bất tận nở trên má em yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ. Là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ. Cứ đứng đằng sau tôi cứ sợ, tôi đang cầm máy tôi quay luôn. Tôi sợ. Đứng nghe coi chú hát. Chú hỏi cái lo này chú mình mua là đâu chú? À, em cái này là bên hồi trước em bên mạnh thường quân đó. Mạnh thường quân là có xem chương trình. Dạ. Mua tặng cho chú. Dạ. Là bên kênh anh đó là giết chú á. Dạ. Hay quá, nhỏ nhỏ mà hay quá. Dạ. Cái này là TK đó em. À, TK là công ty Tuấn Cương Music. Dạ. Đây rồi, có cái T18 cái hiệu. Dạ, số điện thoại đi không anh? Đây nè, em chụp lại đi, em chụp lại cái gì? Ok, đây, chụp lại nè. 0937 276 916, em gọi cho. Đó, chụp lại đi. Rồi, đấy, rồi. Em mua thì em cứ gọi cái số đó, nó 4 rưỡi à. Dạ, rồi. Rồi, em chụp lại nè anh ơi. Đúng rồi đó. Dạ, là ok anh ha. Em gọi số đó, dạ, 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 tặng hơn cho em luôn. Dạ, cái này nó còn cỡ lớn đúng không anh? Nó có một cỡ nữa em, cái cỡ kia là tới 30 mét, nó có bụi lớn hơn chút xíu, nhưng mà nó to hơn chút xíu à, nhưng mà vậy chắc em liên hệ để em tham khảo hai cỡ đi anh nha. Cái kia 7 triệu, mà nghe nói đang giảm một sách. Gọn quá, cái này gọn quá, sách này quá gọn. Thấy em cứ đứng sau lưng cô hoài, tôi sợ dạ, tôi dạ. Quay. Cái này cầm nó quá gọn nè. Dạ. Có hay đi ngang đây không? Có hay có lắm, nhà gần đó mà. Dạ. Dạ thấy chú đứng đi hát hoài mà thì bữa nay đang coi chú hát thì sẵn coi cái lo nè. Dạ cảm ơn chú ơi, hay quá chú ơi. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, rồi dạ, cảm ơn chú. Dạ. Con chào chú Nhân. Chú Nhân ơi. Dạ, dạ, tới là nào vậy không dạ, hay mới tới. Chú đang bán vé số rồi dạ. Cho khách. Dạ hôm nay cũng tới làm phiền chú đó. Dạ. À, thứ nhất là cũng muốn quay lại cái tiếng hát của chú. Khán giả cũng yêu cầu nhiều lắm. Và đặc biệt thì ngày hôm nay thì con có một món quà từ bên bên Mỹ gửi về tặng chú. Chú thấy không? Chú thấy nhân viên của chiếc loa TK đang mang tới tặng cho chú nè. À vậy hả? Trời mừng quá, vui quá. Của cô Tina đó. Tina bên Mỹ. Có muốn gửi tặng cho chú. Thì hy vọng rằng chiếc loa này là sẽ làm cái hành trang cho chú để chú đi kiếm cuộc sống cho hàng ngày. Dạ dạ. Bây giờ xin mời chiếc loa tới gắn cho tiếng nha. Lại lại đây cô đang lại vui. À, chắc có lẽ chú vui lắm hả chú? Dạ vui lắm, trời ơi, cái niềm mơ ước của mình mà nói chứ ráng buôn bán gìn giùm mà mình nghĩ chắc mình không mua nổi. Dạ. Mà có người ủng hộ giúp đỡ thì quá xúc động. Chú chân thành vô cảm ơn cô Nga bên Mỹ ủng hộ giúp đỡ cho chú. Chú thành thật tri ân mà luôn luôn nhớ hoài cái ơn nghĩa đó đã ủng hộ giúp đỡ cho chú. Dạ đây ạ, à, con sẽ chú nhận chú cầm đi. Đây là cái phí bảo hành. Dạ. À, chú cứ giữ đi. Chú cứ liên hệ bên đây bất cứ về vấn đề bảo hành là bên công ty con là sẽ bảo hành cho chú. Và trong vòng 1 tháng nếu nó bị lỗi gì á là con sẽ đổi cho chú cái mới. Và trong vòng 1 năm ha, nó dạ. Là sử dụng rồi tất cả những cái gì là bên mình có linh kiện để thay thế hết là dạ. Sẽ trong thời gian bảo hành là sẽ bảo hành cho chú không mất phí gì hết. Rồi ok ha, rồi ok, cái này dạ. Để hướng dẫn phía sau nha. Dạ. Cái quan trọng nhất là mình kết nối cho chú. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi, cái là dạ, chú nói thử đi chú. Dạ rồi, cho chú hát thử cho nhận được rất là mừng. À, hát cũng như tôi hát coi ca khúc này là vừa để tạ ơn cảm ơn cô Tina đã tặng quà. Tina à, cô Tina à, Tina xin hát để tặng lại cô Tina và hát để được cảm ơn luôn.
điều kiện cho mọi người biết đến tiếng hát của tôi, rồi xin được hát ca khúc đầu tiên là Khu Phố Ngày Xưa. Yeah. Rồi thì bây giờ để cho nghe bên công ty loa nó sẽ mang chiếc loa của chú ha, mang chiếc loa công ty nai gửi tặng chú, rồi thầy chú sẽ hát. Đây cả nhà. À, mình xin hướng dẫn lại khán giả nha các bạn ơi, chiếc loa này là đang hot trên thị trường đó, cho nên khi mà ai đã cầm được chiếc loa này rồi hát rồi thì sẽ rất là thích. Rồi hát like nè, cả nhà mình muốn mua thì cứ liên lạc nha, 0906 821922 đó, loa TK đúng hiệu TK nha cả nhà, có chữ T với chữ K này nè, T18 mới là đúng hiệu á, chứ còn bên ngoài mình thấy cũng rất là nhiều. Thị trường có nhiều cái chiếc loa nó không có hiệu TK, nó chỉ để T18, là những cái dòng loa đó là nó bị giả mạo đó. Chiếc loa này là giá bên mình mua dùm cho chú là 4.500.000 đồng. Rồi ngay bây giờ thì nhân viên đã đang kết nối đi. Rồi ok, các bạn chờ xíu nha, kết nối xong bắt đầu chú sẽ hát. Gió cuồng mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điều tàn về tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường ôi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn, và dung nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm, màu trăng xưa dịu hiền. Còn lại mái đen răng mở khắp lối, như màu oán hờn in sâu lòng phố. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai bên khung cửa, ai đưa ai dịu bước nhỏ, những lúc mình tan trường về hẹn nhau dòng phố trời. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng trên phố xưa tiêu điều, lạnh ôi sao giờ người lặng lối. Tôi đi đi tìm quá khứ, dấu in gót dài theo mây về cuối trời. Lối nhỏ xưa đâu còn, và dung nhan thuở ấy tôi biết đâu mà tìm, màu trăng xưa dịu hiền. Còn lại mái đen răng mở khắp lối, như màu oán hờn in sâu lòng phố. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai
bên khung cửa. Ai đưa ai dịu bước nhỏ những lúc mình tan trường về hẹn nhau dòng phố trời. Thứ bảy mưa rơi nhiều chiều bơ vơ một mông trên phố xưa tiêu điều lạnh ôi sao giờ người lặng lối tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót dài theo mây về cuối trời lặng lối tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót dài theo mây về cuối trời. Bây giờ là chắc có lẽ là phải hát một bài thứ hai nha. Rồi thôi bây giờ trong khi chuẩn bị bài thứ hai thì con xin ốp máy cái bài này đi. Một lần nữa chú phải nhớ là cảm ơn cô Tina và với là khán giả thêm lần nữa đi, chúng ta chia tay bài hát này. Dạ xin chân thành cảm ơn cô Tina đã ủng hộ giúp đỡ cho tôi cái lo mà cái niềm mơ ước, và cũng xin cảm ơn tất cả khán giả đã ủng hộ giúp đỡ cho người già bán vé số, người già neo đơn có được những cái niềm vui trong những ngày mà đi hát rong ngoài đường phố. Cảm ơn Kinh đã ủng hộ, đã chia sẻ và đến cho mọi người nghe được tiếng hát của tôi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin chào cô bác anh chị, chào khán giả. Còn nhiều mà đếm hoài vậy chú ơi. Chào chú. Còn nhiều tàu mà thấy đếm hoài vậy. Chiều giờ bán cũng được khoảng 40-40 mấy vé. Rồi còn chút xíu nữa thì chắc cô cũng còn ít nữa hả? Dạ, của cô cũng vậy, cũng cỡ đó. Nói chung mà chiều ra trời không mưa mình cũng mừng, bán cũng được khá khá. Dạ, bữa giờ bận quá không có qua để mà quay chú hát được. Với lại hôm nay con cũng qua để tặng cho chú món quà của cô Hoàng bên Mỹ. Gửi về cho chú mà bữa giờ gửi về bữa giờ luôn rồi, lâu rồi đó. Mà hôm nay chú có dịp qua để gửi chú. Dạ, cô Hoàng gửi tặng chú $100 rồi chú. Trời ơi, dạ, cô Hoàng bên Mỹ nha. Dạ. Rồi, thôi chú cứ cất trước đi. Cất trước đi, chú cháu mình trò chuyện. Rồi, chú Nhân nhận được $100 của cô Hoàng, chú Nhân rất là vui. Dạ. Rồi, thôi chú bây giờ để đáp lại tấm chân tình của khán giả thương mến chú. Chú hát bài hát gì tặng cho khán giả đi chú. Trước hết thì chú cũng xin chân thành cảm ơn cô Hoàng Mạnh Thường Quân ủng hộ giúp đỡ, và chú cũng xin hát một cái bài để tặng tất cả các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm cùng các quý khán giả gần xa trong nước như nước ngoài. Mà chú mượn cái tựa đề ca khúc để nói lên cái tâm trạng của mình là những bữa mà bán mưa gió thì chú rất là buồn, rất lo, mặc dù mình đứng chùm ở mưa nhìn những cơn mưa tầm tã mình rất là buồn, đã bán không được đó, mà cứ nhìn vào những bức tượng mình cầu nguyện xin cho mau hết mưa để mình bán và kiếm cơm qua ngày, thì mặc dù những bức tượng chỉ là những làm bằng đá nhưng mà mình nghĩ là có trời Phật đã đổ xuống giúp đỡ, cho nên mọi việc đều em xuôi tốt đẹp, buôn bán cũng hết, rất là mừng. Và chú cũng xin mượn cái tựa ca khúc để nói về cái tâm trạng của mình, đó là ca khúc Linh Hồn Tự Tán. Rồi, xin mời cả nhà mình nghe Linh Hồn Cá nha, cả nhà Mai Thanh Dung. Thank you.
trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời em đềm, kể tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy sợ gió núi sâu sóng khơi tan vỡ mong, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vàn vẫn lẻ loi. Em ơi thời gian gần cuối nào được bao nhiêu, mà khi rơi gốc lòng đầy cô liêu, nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một phó tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nỗi tim gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Rơi gốc lòng đầy cô liêu, nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quên nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu, tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Tôi đứng đó như hình một phó tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nỗi tim gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe nỗi tim gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Bán mà 6 giờ, 5 mấy 6 giờ mưa quá trời. Mưa quá rồi, mấy giờ chúng mới ra bán được? Tới 7 giờ thấy được trời không? bớt rồi, nó chỉ còn lấp bớt, cái mình ra mình bán luôn. Mà bán hên sao hết mưa. Hết mưa cái người ta mua ủng hộ, giờ còn có mấy chục à. Còn bốn mấy vé nữa hết rồi. Chứ không mưa, mưa cả đêm là coi như nhà ôm luôn á. Dạ. Nếu mà mưa cả đêm là nhà ôm luôn á. Mưa là thôi phải chịu phải ôm rồi, nhưng mà mai cũng phải đi cài lại. Dạ, nhưng mà mai bán thêm ban ngày đúng chú. Dạ. Rồi bây giờ vẫn còn trong cái mùa Vu Lan nè, không biết là chú có bài hát nào tặng cho khán giả nhân dịp mùa Vu Lan không chú?
thì trong mùa Du Lan này thì cũng nhiều người hát, mà chú thì chỉ có thích cái bài của Ngọc Sơn ngày xưa chú nghe, và chú rất là tâm đắc cái bài đó, chú đã học và đã hát rất nhiều lần. Đó là bài Lòng Mẹ Hai. Chú xin hát gửi tặng tất cả các khán giả, các mạnh thường quân và quý bà con cô bác trong nước cũng như ngoài nước cùng thưởng thức. Ngọc Sơn thì cũng sáng tác rất nhiều bài về cha về mẹ, thì trong đó có bài Lòng Mẹ Hai, rồi bài Tình Mẹ, rồi Nước Mắt Mẹ Hiền, nhiều bài hay lắm. Mà chú chọn ngay cái bài Lòng Mẹ này là nó có một cái câu ngâm thơ là hơi bị khó đó nha. Đó cái bài đó, nói chung là hình như là cái bài Lòng Mẹ Hai này á, là có vào thập niên, khoảng thập niên 80 mấy 90 đó. Cỡ đó thì Ngọc Sơn sáng tác bài hát này. Có khách tới ủng hộ chú nè, mừng quá. Mối hả anh, mối hả, hay mua chú không? Đội TikTok biết bao mà. Có coi hả? Có coi, thường hay mua ủng hộ. Cảm ơn anh nha. Em quay đó cũng mua ủng hộ chú nữa, cho chú hết sớm chú về chú nghỉ. Cả nhà thấy không, những người vị khách đi đường á rất là thương chú, thấy chú bán là ngày mai lên xem cái bài hát này của anh nha. Có anh ở trọng đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Thương quá bạn, anh khách chú nói là có hay ghé đi mua và xem chú hát thì cũng rất là ghé ủng hộ chú đó. Rồi thôi bây giờ không làm mất thời gian của cả nhà mình nữa nha, thì mời cả nhà mình hãy cùng nghe bài hát Lòng Mẹ Hai sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Chưa về ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Tu xưa nhìn lá rơi hoa thương con, mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào, ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa,
mẹ già chớ mắng con hoài. Chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa mang mát gợi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng đợi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Ra chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Nhìn lá rơi hoài thương con, mẹ trông con về chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm tuôn trào, ngày xưa con bé ngày thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con hoài. Ngày xưa con bé ngày thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con hoài. Kế tiếp nhân hát bài gì chú? Một bài nữa tôi xin hát là tại vì bao năm rồi mình chẳng bao giờ có được mùa xuân, mà tôi thấy năm nào Tết thì người ta cũng hát đủ loại nhạc xuân, trữ tình có, nhạc trẻ có, nhưng mà trong lòng tôi thì tôi chỉ nghĩ đến cái sự mà cô đơn của mình, cho nên chẳng có bài nào nó phù hợp ngoài cái bài mùa xuân lá khô. Là mình cũng như một cái lá khô già cằn cỗi, sắp rơi không biết lúc nào. Nên tôi rất thích bài đó và nó đã trở thành giống như là một cái bài ruột ở trong lòng. Lúc nào đi bán tôi cũng hay hát, mặc dù đã qua Tết rồi. Thì xin hát bài mùa xuân lá khô.
trở lại vùng hành quân, vùng xa xôi đã soi biển. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa làn sang đông. Đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sông dài, trôi đi miệt mài, nào ai biết cho ai. Tôi đến đường vị lại đi, nhọc hơi đâu đêm mọi tháng ngày. Khi cánh dù mang tình lại, nhưng lá thư sinh hầu tuyến, tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân sang. Ở đây không có mai, không có hoa đào trang điểm trận ai, lá khô rơi xuống âm thầm như trong một lần lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người tường, không áo xanh áo đỏ thơm, quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút chung đôi. Lá ơi sao rơi trên dòng suối chờ, cho tình cờ anh linh làm thơ. Lời thơ em như hỡi thơ, khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn đô thị, nên dấu mùa xuân đơn vị, không bánh ngon không rượu quê, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em hỡi em khi chiến tranh dài, xa nhau từng ngày và xa cả suốt nay. Em tôi không đẹp như người tường, không áo xanh áo đỏ thơm, quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút chung đôi. Lá ơi sao rơi trên dòng suối chờ, cho tình cờ anh linh làm thơ. Lời thơ em như hỡi thơ, khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi, và quen xa
ánh đèn đô thị, nên giống mùa xuân đơn vị, không bánh ngon không rượu quê, tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi. Chỉ thương em gái quê hương, trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em hỡi em, khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay. Em hỡi em, khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân. Nói chú với lại chủ yếu là ủng hộ, còn ví dụ như ông trời nếu mà ông có thương thì ông sẽ cho con một cái lòng nào đó, thì con phải nghĩ là con sẽ có tiền để con ủng hộ những người còn cảnh khó khăn. Dạ rồi, cảm ơn chào tạm biệt chú nha. Dạ, dạ. Cảm ơn kinh đã ủng hộ cho chú rồi. Dạ, hẹn gặp lại. Dạ, chào bà con cô bác, hẹn gặp lại. Dạ, xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ngã tư Bình Phước nè cả nhà. Đây là ngã tư Bình Phước thuộc thành phố Thủ Đức. Là hồi xưa là quận Thủ Đức á, đây là cầu vượt ngã tư Bình Phước nè. Thì cả nhà ơi, cái chỗ này rất là quen thuộc nha. Hôm nay mình tới để mình quay chứng nhân. Đây, cái nơi mà mình hay quay chứng nhân đó cả nhà. Thì cả nhà mình nếu mà từ ở hướng Thủ Dầu Một á, mà mình đi lên về ngã tư Bình Phước á, thì mình sẽ ngay từ Thủ Dầu Một đi về ngã tư Bình Phước, thì mình sẽ gặp đèn xanh đèn đỏ là ngay chân cầu vượt Bình Phước nè. Mình vừa chui qua cầu là sẽ gặp những cái chỗ mà bán tượng Phật nè. Đó là chủ nhân bán ở đây hàng đêm, bán vé số từ lúc 6 giờ chiều cho tới khoảng 10 giờ, thì nói chung là hết sớm thì chú về sớm, còn không thì khoảng 10 giờ rưỡi gì đó là chú hết đó. Cả nhà mình có đi ngang đây thì ủng hộ cho chú nha. Tại vì rất là nhiều khán giả cũng hay tò mò thắc mắc là chỗ của chú, thì mình cũng xin giới thiệu rồi, cũng dễ tìm lắm. Rồi bây giờ mình sẽ hôm nay mình đi tới tìm chú nha cả nhà ơi. Thấy cô này, cô đang bán nè. Chào cô ơi, chào cô. Dạ, đây là cô bà xã chứng nhân nè cả nhà ơi. Cô rất là còn là xinh tươi nha cả nhà, tóc cô đen thui à. Bù lại cho chú hơi tóc bạc chút xíu, nhưng mà rất là đẹp, chú tóc bạc rất là đẹp. Chào chú cả nhà. Chú ơi, chào chú. Chào cả nhà. Không khác không, mỗi ngày không khác vậy. Rồi, chú đang uống nước hả? Bán gần hết rồi, còn có phần mấy vé bữa nay người ta ủng hộ nhiều, ra mình bán mình vui quá. Tính ngồi uống miếng nước, nãy giờ hát nhiều quá mệt. Ơi, thấy hôm nào bán hết sớm là khỏe hả chú ha? Dạ. Thì mình chỉ bán có nhiêu đó thôi, hết sớm thì mình mừng, mình về mình còn ăn uống nghỉ ngơi. Dạ rồi, thôi vậy con cũng đánh nhanh rút gọn đi để cho chú hát, để cho chú về chú nghỉ. Hôm nay chú hát bài gì chú? Dạ, hôm nay thì chú hát bài tại vì chú thấy cũng còn có nhiều người ta chạy ngang, người ta cũng hỏi phải ông không đó, thì mình cũng thấy nhiều khi mình nghĩ trong bụng mình nói thôi kệ, nếu ai có hỏi thì mình cũng cứ đại đi. Thành ra chú hát bài nếu ai có hỏi. Vậy mới mốt mà chú, nếu ai có hỏi chứ, đó là bao giờ chúng mình đẹp đôi là được. Rồi, rất vui với cả nhà nha. Hôm nay là thấy chứng nhân bán hết sớm thì chứng nhân rất là vui nè. Thứ nhất là hôm nay là khí hậu mát và không có trời mưa nữa. Dạ, cho nên là cũng thuận lợi chú ha. Rồi bây giờ xin mời cả nhà mình chuẩn bị nghe ca khúc của chứng nhân hát, và nếu ai có hỏi nha cả nhà ơi.
nhớ ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi. Em ơi đừng tuổi, đừng buồn cành vắng đơn côi. Nếu ai có hỏi ngày nào mình vui duyên nợ, mùa nào mình vui pháo đỏ, em đừng buồn nhé em ơi. Nước non khói lửa anh còn ước hẹn đợi trai. Đi là để tìm ngày hạnh phúc tương lai. Nếu ai có hỏi tình yêu thương hay dáng dở, người đi thường hay cắt chờ, buồn chi cho má thắm hèn sâu. Nhưng khi dừng chân giữa rừng, anh ngồi lặng im trong bóng đêm, anh nhớ em nhiều thêm. Hoàng hôn khi nhìn mây tím, anh ngỡ mái tóc em buồn dài đẹp tựa như áng mây. Dẫu cho núi lửa non mòn chúng mình còn thương, chiếm khôm làm tổ vào mùa hoa lá dân hương. Chớ nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo đỏ, đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Còn thương
chiếm không làm tổ, và họ mua hoa lá dân hương, chứ nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo đỏ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Chớ nên nức nở ngày nay mình trong gian khổ, ngày mai mình vui pháo đỏ đẹp đôi như ý thắm mong chờ. Đây cả nhà ơi, hôm nay chú Dân mặc cái áo đâu ra mà đẹp vậy chú? À, cái áo này bà xã đi chợ bà thấy đẹp đẹp bà mua, bà nói mặc thử rồi nó làm sao thì lỡ mua rồi thôi mặc luôn. Dạ đẹp á chú. Dạ hả? Dạ, chú bữa giờ chú chịu ha, chịu mặc đồ mới nha. Bữa bởi giờ nó mặc đồ mới lên khán giả khen mà có gì đâu mà ngại, con dạ. Cũng thấy đẹp nữa. Hôm nay chú hát bài gì chú ơi? Thì hôm nay chú thấy trong lòng nó vui thì chú cũng muốn hát gửi đến cho tất cả khán giả gần xa và các mạnh thường quân bài hát mà chú nghĩ rằng trong cuộc đời chúng ta thì nhiều khi ai cũng vậy, cái nỗi buồn thì nó vô tận, nhưng cái ngày cái niềm vui thì nó chỉ đến thoáng qua rồi cũng sẽ buồn, nhưng chúng ta luôn sống lạc quan yêu đời tí thì cái ngày vui nó vẫn mãi mãi trong chúng ta. Thì chú xin hát gửi đến cho mọi người ca khúc Ngày Vui Qua Mau. Trời ơi, mình cả nhà cùng nghe nha. Cuộc tình anh dành cho em đam mê đắm say kỳ kỳ, em ơi tìm đâu xa nữa em ơi. Cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối dàng từng giờ, yêu đương thoáng như làn mây bay qua. Trong tầm tay nhau mơ chi núi xa ngủ gió, em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu ngủ yên. Anh sẽ đón em đi vào mơ, đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất, em ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêu. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy coi ngày vui là đây.
vào trong tầm tay nhau. Mơ chi núi xa ngúa gió, em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật an vui, yêu thương chất cao đầy trời. Đau thương đã như chìm sâu ngủ yên. Anh sẽ đón em đi vào mơ, đưa em đến không gian tuyệt vời. Bỏ quên mưa gió, rời xa giông bão, vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vũ. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi tuổi xuân đâu có bao nhiêu, đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy có ngày vui là đây. Đừng nhìn xa vời em ơi, xin em hãy mơ thật gần, xin em hãy có ngày vui là đây.